Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. ACV đề nghị khởi công nhà ga T3 Tân Sơn Nhất trong tháng 5 năm 2022. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết, đến đây, công tác chuẩn bị và phê duyệt dự án đã hoàn thành với các công đoạn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và thực hiện các thủ tục rà phá bơm mìn. Đến đây, công tác chuẩn bị khởi công dự án nhà ga T3 đã hoàn tất nhưng đang đợi bàn giao mặt bằng. Đối với mặt bằng, phương án sắp xếp tài sản nhà đất theo Nghị định 167 đã được Bộ Quốc phòng hoàn tất. Thành phố Hồ Chí Minh đã có ý kiến đồng thuận và đang lấy ý kiến Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng về duyệt giao đất cho Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức giải phóng mặt bằng rồi giao đất cho ACV thực hiện dự án. Theo ACV, việc đẩy nhanh công tác bàn giao đất để khởi công dự án trong tháng 5 năm 2022 là rất cấp thiết để đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành dự án sau 37 tháng được Thủ tướng phê duyệt. Do vậy, ACV đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét, báo cáo Thủ tướng cho phép bàn giao đất để ACV tiến hành rà phá bơm mìn và khởi công dự án trong tháng 5 năm 2022. Theo quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhà ga hành khách T3 công suất 20 triệu hành khách trên năm và các công trình phụ trợ đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất. Tổng vốn đầu tư của dự án là 10.990 tỷ đồng bằng nguồn vốn của ACV, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.